Bố cố dậy ăn chút cơm cho đỡ mệt ạ. Tôi còn tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa. Bố phải lạc quan lên. Con người là con của mà. Nhưng chị có phải là người mất tiền đâu mà xót. Sao bố lại nói như thế ạ? À? Con xót thay cho người ngoài không được ạ? À? Với cả con cũng là nạn nhân của vụ lừa đảo này. Nhìn bố với anh Tố như vậy, con cũng đau lòng lắm. Nhưng ngay từ đầu ấy, mà tìm hiểu cho kỹ càng ấy, thì chẳng ai phải đau lòng cả. Bố không chịu ăn cơm anh ạ. Chắc lát nữa em nấu cháo cho bố vậy. Ông bị ốm à? Ông chỉ hơi mệt một tí thôi. Em không hiểu tại sao đến tận bây giờ mà bố vẫn đổ lỗi cho em. Em có làm cái gì sai đâu. Bố trách em cũng có cái lý của bố. Cái gì? Đến anh mà cũng nghĩ em là người có lỗi á? Em không có lỗi. Nhưng cái sai của em ấy là quá nhiệt tình nhảy vào chuyện của người khác. Trước khi bố nhờ em làm mối cho bác Tố ấy, thì em cũng có ý định đấy rồi mà. Thế nên ấy, khi mà bố không nhờ thì em vẫn làm. Vâng, trong nhà này chỉ mỗi mình em là người nhiệt tình chắc. Đến cả anh cũng ra sức ủng hộ cho hôn nhân của bác Tố còn gì. Đúng, anh rất ủng hộ vì anh tin vào những lời nói tốt đẹp của em về cô Tơ. Đúng là làm phúc phải tội. Em đang nói kiểu gì đấy hả? Đây là anh đang nói cho em để em biết khuyết điểm của mình, để sau này còn rút kinh nghiệm. Chứ không phải là cứ xông xáo nhiệt tình giúp đỡ người khác là tốt đâu. Bố, con còn nấu cháo cá, món mà bố thích nhất đấy ạ. Bố chịu khó ăn uống vào cho nhanh khỏe. Mà bố hay nói với bọn con là chỉ cần no cái bụng thì dù chuyện tồi tệ gì cũng sẽ giải quyết được mà. Trời ơi, bố con tôi mất hàng đống tiền. Thế mà lúc nào chị cũng chỉ biết đến việc ăn uống thôi à. Thế bố bảo con bây giờ phải làm gì đây? Chị nói chị biết là đến tận chân tơ kẽ tóc. Sao chị không đi tìm cái con lừa đảo ấy mang tiền về đây cho tôi? Con không làm được việc đấy. Mà anh Đạt, anh cũng đi báo công an rồi. Kiểu gì thì cô ta cũng sẽ bị bắt. Bố chịu khó ăn uống cho nhanh khỏe. Không thể để tiền mất tật mang được bố ạ. Rồi ơi, bao giờ mang được tiền về đây cho tôi thì lúc ấy tôi mới ăn uống lại được. Trời ơi, đời đã rất khổ thế này. Anh Tố vừa mới bỏ ra ngoài rồi. Bố thì chả chịu ăn uống gì cả. Em sợ cứ tình hình như này bệnh của bố lại nặng hơn ấy. Nhẹ nhàng không được, chắc phải dùng biện pháp mạnh với bố thôi. Em có cách này, nhưng mà sợ anh không đồng ý thôi. Em cứ nói đi. Đợi mấy hôm nữa mà bên công an không có tin tức gì, hay là mình bỏ ra một ít tiền rồi nói dối bố là mình đã lấy lại được phần nào, ít ra thì bố cũng nguôi ngoai hơn. Em điên à? 500 triệu chứ phải 50 triệu đâu, mình lấy đâu ra tiền? Thì bây giờ mình bỏ ra một ít rồi vợ chồng chú Danh góp vào một ít. Anh không đồng ý với cách làm giả dối này. Nếu không lấy lại được tiền thôi cho qua đi, coi như đây là bài học đắt giá của cả nhà mình.